là thư của mẹ. Sam Thái yêu quý của mẹ, dạo này con có khỏe không hả? Mẹ rất là nhớ con. Mẹ đang cố gắng để thích ứng với cuộc sống mới này, nhưng mà mẹ rất là tiếc, tạm thời không thể gửi tiền cho con được. Cho nên tiền làm thêm con kiếm được, con hãy giữ lấy mà dùng. Con đừng lo cho ba mẹ. Ba con vẫn chưa thích ứng với cuộc sống vùng biển này. Ông ấy ra khơi đánh cá, vừa lên tàu thì cảm thấy chóng mặt, không thể nào làm việc được nữa. Cho nên ba mẹ không có khoản thu nhập nào cả. Tuy là như vậy nhưng ba mẹ vẫn luôn cố gắng. Sam Thái à, con phải tự chăm sóc cho mình nha. Không có ba mẹ ở bên cạnh, con nhất định phải kiên cường lên nha. Mẹ của con. Chào chú. Sam Thái, có cô ở đây thì tốt quá rồi. Bây giờ cô hãy thu dọn đồ đạc á, rồi đi ngay đi. Tại sao vậy? Có phải tại con chưa trả tiền thuê phòng không? Tháng sau năm nay con lãnh lương, con sẽ lập tức trả cho chú. Chú à, làm ơn đi mà. Không được đâu, vì căn nhà này tôi bán cho người ta rồi, nên không thể cho cô mướn được nữa. Tôi mong cô tối nay hãy thu xếp rồi dọn đi đi. Còn việc cô còn nợ tôi mấy tháng tiền nhà, cứ coi như tôi xui xẻo ha. Có điều này tôi nói cho cô biết, tối nay cô đi nhanh lên. Nếu không á, sáng ngày mai tôi cho người mang hành lý của cô quăng ra ngoài đường á. Ha. 2 tiếng sau tôi quay trở lại đó. Mình phải làm sao đi? Sau này mình sẽ sống ra sao đi? Hôm qua mình gan lắm, dám lớn tiếng với mẹ của Đạo Minh Tự. Kết quả bây giờ kể cả chỗ để trú thân cũng không có. Sao đột nhiên lại dọn đi chứ? Tại sao vậy? Sao tôi biết được? Chắc là cũng giống như ba mẹ của ấy thôi. Còn nợ tôi mấy tháng tiền nhà chưa trả, nhân lúc ban đêm đã bỏ trốn đi rồi. Ông nội láo, mẹ của chưa kịp trả tiền nhà cho ông giống có đi phải không? Sao tự nhiên cậu đánh tôi vậy? Đứng lại. Đứng lại. Lời nói của bạn sẽ được ghi lại trong máy thu âm. Chào bạn, tôi là Sam Thái. Sam Thái, Minh Tự đây, em mau gọi điện cho anh. Chào bạn, tôi là Sam Thái. Sam Thái, em hãy mau trả lời điện thoại của anh đi. Như vậy mình không thể tới nhà của Thanh Hòa hay Tiểu Ưu được.
Nhưng mình không có tiền, không biết đi đâu bây giờ. Hết pin. Bạn có tổng cộng 10 tin nhắn. Sam Thái, em ở đâu? Mau gọi điện cho anh. Tin nhắn thứ hai. Sam Thái, Minh Tự đây. Em mau trả lời điện thoại anh. Em mau gọi điện cho anh đi. Dù khuya thế nào em cũng phải gọi cho anh. Anh sắp bị em làm cho điên lên rồi. Sam Thái, em đang ở đâu vậy? Sam Thái, em hãy gọi cho anh. Sam Thái à, nếu em nhận được tin của anh, hãy gọi cho anh liền. Sam Thái, em đang ở đâu vậy? Sam Thái à, em có biết anh đang tìm em không? Sam Thái, Sam Thái, Sam Thái. Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Sao anh biết em ở đây? Lần trước anh đã ra tay đánh em tại đây, đến bây giờ anh vẫn còn hối hận. Anh hãy kết bạn với cô ấy đi. Mẹ anh rất thích cô ta. Anh với cô ấy lại muốn đang hộ đuối. Anh có biết tình cảm của anh đã làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi lắm hay không? Anh chỉ biết là tôi và anh không thể mà. Điều kiện của tôi tốt như vậy, anh hãy kết bạn với cô ta đi, đừng có tìm tôi. Em đã tìm đủ lý do để mà rời xa anh. Anh không biết phải làm sao nữa. Sau này em đừng xa anh nữa có được không? Chúng ta hãy cùng nhau đối mặt với thực tế. Em hãy tin anh. Em hãy tin anh đi. Hãy tin anh. Đạo Minh Tử. Tại sao anh lại kéo em vào đây? Anh muốn đưa em đi đâu vậy? Anh sẽ đưa em đi gặp mẹ. Em đã tuyên chiến với mẹ anh rồi còn gì. Hãy cho anh tham gia, có gì anh sẽ gánh vác cho em. Mẹ tôi đâu? Câu hai à, bà chủ không có ở nhà. Sáng nay bà đã về New York rồi. Bà còn dặn khi nào cậu về nhà thì đóng cửa lại, không cho cậu ra ngoài nữa. Vì càng tốt, em hãy ở đây. Nè, không được đâu, anh làm cái gì vậy? Mang hành lý vào phòng. À, đợi dạ. Một chút đã, à, cho em suy nghĩ đã. Hôm qua em đã cãi nhau với mẹ của anh, hôm nay lại tới nhà anh sao? Em lưu thư quá vậy? Mày vào trong đi. Đạo Minh Tử à, anh đừng có cản anh, mà đem vô đi, đi. Chuyện gì mà ồn ào vậy? Căn nhà này không còn quy tắc gì hay sao hả? Thì ra bà lão này vẫn còn sống. Thím Ngọc. Bà ấy là ai vậy? Thím Ngọc, sao thím lại ở đây? Cho dù thím ở đây, Sam Thái là bạn của tôi, cô ấy sẽ ở lại. Thì ra cô là Sam Thái. Cậu hai à, khi phu nhân đi New York đã bảo tôi về đây để chăm nom ngôi nhà này, cho nên
Từ đây về sau tôi sẽ thay mặt bà chủ để quản lý và chăm sóc cậu. Cậu cần gì cứ nói với tôi là được. Bà già này đã lớn tuổi nhưng xem ra rất có uy ở đây. Cậu hai à, nếu như cậu muốn giữ cô ấy ở lại đây, tôi nghĩ không có vấn đề gì. Nhưng với điều kiện cô ấy phải là người giúp việc trong nhà này. Người giúp việc hả? Thiếm Ngọc à, thiếm lầm lẫn rồi à. Thiếm kêu Sam Thái làm người giúp việc hay sao? Cậu hai, tôi nghĩ là cậu không nên nói chuyện với tôi bằng thái độ như vậy. Không lẽ các cô gái tân thời bây giờ chỉ cần có chỗ ăn chỗ ở thì không cần phải lao động tay chân, chỉ cần ở không như vậy thôi sao? Bà đừng nói linh tinh nữa, nếu không tôi sẽ không khách sáo với bà đâu đó. Xin bà hãy nói chuyện khách sáo một chút, tôi đâu có nói là tôi sẽ lại đi. Có lẽ thời thế bây giờ thay đổi nhiều, người già chúng tôi không ai theo kịp các người cả. Tuổi trẻ bây giờ không thể chịu đựng được những khổ cực hay sao? Và càng không dám tiếp nhận thử thách. Nếu không phải như vậy, tại sao cô Sam Thái không chịu ở lại đây, dùng sức lực của chính mình để đổi lấy một chỗ ở cho đàng hoàng một chút? Không có gì là không thể. Bà đừng khinh người quá đáng. Nếu như tôi ở lại đây thì tuyệt đối tôi không ăn không ngồi rồi đâu. Vậy sao? Cô dám không? Cô nói được nhưng có làm được không đây? Được chứ, tôi ở lại đây. Bà có việc sai bảo đi, tôi không có ngán ngại đâu. Hãy nghĩ miên lại cho tôi đi. Anh đưa thẻ để cho em làm những công việc đó. Thiếm Ngọc à, Thiếm đừng có đùa nữa. Đào Minh Tự, Thiếm Ngọc đã nói rất có lý. Giả lại bây giờ em không có tiền, cũng không có chỗ để đi. Lỡ như mẹ của anh mà quay về đây thì em nói sao với bà ta? Em không thể nói bị chủ nhà đuổi đi, cho nên dọn đến nhà của anh ở được. Cho nên em cần có một lý do. Nếu làm việc ở đây em mới cảm thấy ngẩng cao đầu lên đi được. Em nghĩ quá nhiều rồi đó. Em muốn anh của em là người hầu để sai bảo à? Nhưng mà... Không có nhưng mà gì hết. Nói chung là anh không đồng ý. Vậy hãy để cho em tự nghĩ cách đi. Thật sự em muốn làm người hầu cho anh sao? Tùy em thôi. Nếu cô đồng ý rồi thì từ nay tôi sẽ dạy bảo cho cô. Ngôi nhà này lớn thế này, đừng nghĩ là không có việc để làm nha. Tôi nghĩ là tôi không vì cô là bạn của cậu hai mà nương tay đâu. Cô hiểu chưa? Hiểu. Lớn tiếng một chút, tôi nghe không rõ. Hiểu. Tốt, rất tốt. Đi theo tôi, thay đồ đi. Vào đi. Một năm rồi không gặp cậu, cậu đã lớn thật rồi. Thiêm Ngọc à, rốt cuộc Thiêm muốn cái gì đấy? Sam Thái là khách của cháu, mà sao Thiêm kêu quý làm người hầu cho nhà mình? Cậu hai lớn rồi thì không nghe lời của Thiêm Ngọc này nữa hay sao? 3 năm về trước cậu vẫn còn là một cậu ấm hay nhõng nhẽo, nhưng bây giờ đã lớn rồi nên dám ăn nói với tôi như vậy sao? Thiếm Ngọc à, 1 năm trước không phải Thiếm đã nghỉ hưu rồi sao? Sao lại quay về đây? Thiếm đã 70-80 tuổi rồi, phải hưởng phúc mới đúng chứ. Đâu có, Thiếm đã nói rồi, chỉ cần ngôi nhà này cần đến Thiếm thì Thiếm Ngọc này nhất định sẽ không đi đâu hết. Lần này bà chủ kêu Thiếm về đây là để chăm nom cho cậu đó. Còn con bé kia nữa. Mẹ cháu à? Thì ra Thiếm đang tiếp tay cho mẹ cháu à? Cậu nói vậy là sao? Chẳng lẽ Thiếm Ngọc này đã phải nghe lời bà chủ sai khiến, bản thân mình không biết suy nghĩ hay sao hả?